Mùa hè tới, nhiều khán giả chắc chắn đang tìm kiếm những địa điểm du lịch độc đáo để cùng với gia đình, bạn bè của mình nghỉ ngơi thư giãn, vừa vui đùa với sóng biển, vừa đắm mình trong phòng xông hơi, massage, sẽ là một kỷ niệm khó quên đúng không Hồng Loan? Đúng rồi, và hôm nay, chuyên mục trải nghiệm của chương trình xin mời quý vị khán giả đến với khu nghỉ dưỡng bãi biển Oma Oasis Long Hải để cùng khám phá những dịch vụ hấp dẫn của nơi đây cho những ngày hè sôi động sắp tới. Trong danh sách mình có nhiều bài massage quá. À, chị ơi, dạ. Em thấy ở đây mình có bài massage trên nè chị. Thì không biết là cái bài massage này có gì lạ cũng như là công dụng của nó với sức khỏe thì sao chị? Dạ, cái bài massage trên này là sẽ sử dụng massage kết hợp với tre. Và tre nó sẽ tác dụng lên các cơ của trên cơ thể mình, giúp cho giãn các cơ. Đồng thời là sẽ giúp lưu thông huyệt máu và giúp cho máu của mình nó được cân bằng á chị. Sẽ rất là thư giãn ạ. À, nghe thật là thích. Vì bây giờ em với chị phải đi thử lì đúng không chị? Dạ, em mời chị theo em ạ. Dạ. Dạ, em mời chị. Liệu trình thư giãn tại đây gồm 3 hoạt động: xông hơi, massage thư giãn tinh thần và lựa chọn học một trong 2 môn thể dục thư giãn là thái cực quyền hoặc yoga. Sau khi được nhân viên tư vấn về liệu trình thư giãn tại Oma Oasis Long Hải, Thùy Trang đã chọn cho mình gói liệu trình như sau: xông hơi khô, massage tre và học thái cực quyền trên biển. Chúng ta cùng theo chân Thùy Trang để trải nghiệm mùa hè tại khu nghỉ dưỡng này nhé. Xông hơi khô thường dùng đá, sỏi được đun nóng để tăng nhiệt độ bên trong đến 50 độ C, đôi khi đạt tới gần 75 độ C. Khi xông hơi khô, bằng cách tăng nhiệt độ của cơ thể, có thể giết chết các vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm, giúp thanh độc cơ thể, làm trẻ hóa và sáng tế bào da, đồng thời tạo ra cơn sốt nhân tạo, kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu, đào thải độc tố và ngăn ngừa bụng. Kỹ thuật mô sâu sử dụng kích thước và độ dài của thanh tre khác nhau để kích thích tuần hoàn máu. Thanh tre có thể sử dụng lên khu vực rộng lớn của cơ thể hoặc chỉ là gây áp lực cho một số khu vực cụ thể. Tùy vào kích thước và đường kính của thanh tre mà chúng được sử dụng vào các mục đích khác nhau. Massage tre là một hình thức xoa bóp, nhào nặn cơ bắp theo chiều sâu, giúp làm giảm căng thẳng, chống rối loạn các chức năng cơ bắp và làm dịu cơn đau cơ bắp, tăng sự lưu thông và hỗ trợ một cảm giác thư giãn theo chiều sâu. Kỹ thuật massage tre kết hợp với dầu hoặc kem dưỡng da tác động lên cơ thể có thể làm giảm đột quỵ, tăng việc lưu thông máu và thúc đẩy việc thư giãn một cách tối đa. Tuyệt vời, các bạn biết không, Trang đã từng trải nghiệm rất là nhiều spa rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình được thử massage bằng tre. Và quả thật là Trang cảm thấy như là từng cái huyệt đạo của mình được tác động, cũng như là máu huyết được lưu thông. Và chắc chắn Trang sẽ chia sẻ điều này ngay với cô bạn tên Kim Hằng.